Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 2 tuần đã kết thúc. Tạm gác những giờ phút nghỉ ngơi vui chơi sảng khoái bên gia đình, hơn 200.000 cán bộ giáo viên và học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã chính thức bước vào tuần học đầu tiên của năm mới. Mặc dù thời gian nghỉ kéo dài, nhưng nhìn chung, tình hình dạy và học ở các trường đã nhanh chóng đi vào nề nếp nghiêm túc. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà cũng tăng cường chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm còn lại trong năm học để năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường nói riêng, cho ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung. Theo quy định của ngành giáo dục, ngày 15 tháng 2, tất cả giáo viên và học sinh sẽ đồng loạt quay trở lại trường để tiếp tục hoạt động dạy và học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Các bậc phụ huynh cũng tất bật chuẩn bị quần áo mới, giày dép mới, cặp sách mới để con em mình đến trường trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi nhằm kích thích sự hứng thú trở lại trường lớp, lấy lại tinh thần học tập sau Tết cho các em. Sau mấy ngày nghỉ Tết thì bé nó vui chơi thỏa thích học xong rồi thì nó cũng nhớ trường, nhớ bạn. Nên ngày đầu tiên mà nó vô năm mới, bước sang năm mới, ngày đầu tiên vô học thì nó rất là vui, phấn khích. Nhiều khi sáng nó thức sớm nữa. Sáng nó thức sớm nó vui chơi rồi nó đòi đi học sớm hơn mọi thường ngày. Bước sang năm mới thì bé nó hơn được 1 tuổi, lớn lên thêm 1 tuổi thì cũng cầu mong cho bé nó học ngoan, giỏi, nghe lời thầy cô và tự biết chăm sóc bản thân. Đến trường mẫu giáo Quế An, huyện Vũng Liêm vào những ngày đầu năm mới, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi của các bé khi được về lại ngôi nhà chung, được gặp lại cô giáo và bạn bè để líu lo kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về kỳ nghỉ Tết của mình. Tuy vẫn còn một số bé luyến tiếc không khí mùa xuân, nhưng với niềm vui và sự hồn hởi của năm mới, không khí học tập ở trường đã dần ổn định và tập trung hơn. Cũng trong buổi sáng đi học đầu tiên của năm mới, các cô giáo đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời sôi nổi, gợi ý cho các em kể lại cách ăn Tết của gia đình mình, nhằm giúp học sinh bắt lại nhịp sinh hoạt ở trường sau khi kết thúc những ngày nghỉ lễ ăn uống, vui chơi, thỏa thích. Qua đó tạo không khí dạy và học thoải mái, vui tươi, học mà như ở nhà, để các bé không cảm thấy chán nản khi phải trở lại trường sau những ngày được nghỉ ở nhà cùng ba mẹ. Các lớp học sau một thời gian dài trống vắng giờ trở nên sôi động bởi những bài học được các cô lồng ghép thông qua những trò chơi, những câu đố, những màn biểu diễn văn nghệ hào hứng giữa cô và trò đã giúp ngày đầu tiên đi học của năm mới thêm phần hứng khởi. Một không khí dạy và học vui tươi đã bao phủ khắp ngôi trường. Sau qua mà 2 tuần nghỉ Tết á, thì cô và cháu thì rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Thì cháu nó vô hoạt động cũng rất là tốt. Bước sang năm mới này thì cô và cháu sẽ cố gắng khắc phục những cái gì mà mình còn thiếu sót để cuối năm thì cô và cháu sẽ đạt kết quả tốt hơn. Các cô giáo cũng được ban giám hiệu quan tâm chúc Tết, cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau một thời gian dài không gặp nhau. Qua đó không quên nhắc nhở các cô cùng nhau thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đặc biệt là đoàn kết, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. Cũng trong năm mới này, tập thể sư phạm nhà trường lại càng vui hơn khi mới đây được sự quan tâm của ngành chủ quản và các đơn vị tài trợ. Trường mẫu giáo Quế An đã được đầu tư xây mới 2 phòng học, trang bị đồ dùng dạy học đầy đủ, tiện nghi. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ phấn đấu để xây thêm một số phòng học cùng các phòng chức năng để đáp ứng nhu cầu dạy và học, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Trong cái năm mới thì chúng tôi đã được đầu tư về cơ sở vật chất mới thì cũng là cái niềm vui và cũng như là cái niềm phấn khởi của nhà trường thì cũng phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trong năm. Thì các nhiệm vụ của chúng tôi thì phải thực hiện về cái công tác phổ cập giáo dục trẻ và trẻ 5 tuổi và cũng thực hiện về cái công tác chuyên môn thì lấy cái quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Và cũng thực hiện các cái chuyên đề của bộ, của sở và phòng đã quy định cũng như các chuyên đề trong năm. Thì cũng như năm mới chúng tôi cũng có nhiều điều hy vọng giống như là các chị em trong trường, các cô, các cháu thì đều mạnh khỏe, vui tươi và tham gia được các cái hoạt động trong nhà trường để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của năm học và đạt cái thành tích cao hơn nữa năm mới.
Năm mới vừa sang cũng là lúc giáo viên và học sinh trường tiểu học Long An B, huyện Long Hồ phấn khởi đón nhận tin vui. Con đường dẫn đến trường đã được trải nhựa bằng phẳng, tạo thuận lợi cho việc đến trường hàng ngày. Nếu trước kia mỗi khi trời mưa là mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt khó đi, thì nay nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng nguồn vận động xã hội hóa, con đường bê tông rộng 2m, dài hơn 400m đã được thi công và hoàn thành nhanh chóng. Đây không chỉ là món quà tinh thần to lớn dành cho tập thể sư phạm nhà trường vào những ngày đầu xuân, tiếp thêm động lực dạy và học đạt hiệu quả, mà còn giúp bà con nơi đây lưu thông dễ dàng, thuận tiện mỗi khi đi qua tuyến đường này. Trước kia là cái đường này là đường đất, trời mưa nó lầy lội nhiều. Nếu mà tính ra trời mưa kéo dài thì chỉ có đi bộ thôi chứ không có đi xe được. Rồi cái điều kiện bà con với học sinh đi lại là rất là khó khăn. Mới đây thì tôi bốn là người dân ở đây rất mừng là có nhà hảo tâm đã làm được cái đường kiên cố, thì tiện cái việc học sinh đi lại là rất dễ dàng. Thì qua đó thì cũng tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trước niềm vui của năm mới là em rất vui, rất phấn khởi. Nhưng em càng vui hơn là vì nhờ có sự quan tâm đặc biệt của các cô, các chú, nhà hảo tâm, nên chúng em đã có một con đường đi học rất đẹp, rất chắc chắn như thế này. Từ nay trở đi là chúng em không còn phải vất vả đi học ngày hai buổi trên con đường lầy lội như trước nữa. Trong những ngày đi học đầu tiên của năm mới, đồng loạt các trường đều tổ chức buổi lễ chào cờ đầu năm trong không khí trang nghiêm, đúng nghi thức. Bởi thông qua đó, vừa tổng kết hoạt động giáo dục sau những ngày nghỉ lễ, vừa tiếp tục phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt khi bước sang năm mới. Là một trường vùng sâu của tỉnh, điều kiện đến trường còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, vào ngày đầu tiên đi học của năm mới, học sinh trường tiểu học Long An B đến trường đạt tỷ lệ 100%. Nhìn thấy các em đến trường đầy đủ trong tâm trạng phấn khởi hân hoan, các thầy cô giáo của trường như có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa trong hoạt động giáo dục, hứa hẹn những thắng lợi mới khi bước sang năm mới. Đầu năm mới thì tất cả quý thầy cô đến trường rất là sớm, ai cũng mặc quần áo đẹp, tươm tất. Rồi các em học sinh thì ngày mới đến trường thì em nào cũng vui vẻ, phấn khởi. Và đặc biệt hơn nữa đó là được phía trước trường lại có được một con đường mới làm. Các em đi được trên con đường mới thì các em cảm thấy là vui vẻ hơn. Rồi quý thầy cô cũng thế. Và từ những con đường mà dễ đi như thế thì làm tạo động lực cho quý thầy cô là hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ trọng tâm của mình, đó là giảng dạy, và các em học sinh đó là công việc, đó là học tập. Tuy thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán khá dài, nhưng khi trở lại trường, không khí dạy và học ở ngôi trường vùng sâu này cũng đã diễn ra sôi nổi, hào hứng. Được biết, cùng với sự tự giác, ý thức học tập của các em học sinh, thì với tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt quyết yêu nghề, các thầy cô cũng đã tranh thủ quỹ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của ngày Tết để cập nhật thêm những kiến thức mới, hoàn chỉnh giáo án cho các bài giảng. Mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, thế nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong việc đầu tư xây mới con đường đến trường đã giúp cho giáo viên và học sinh của trường cố gắng phấn đấu hơn nữa trong hoạt động dạy và học để hoàn thành tốt các mục tiêu mà ngành giáo dục giao cho, cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường. Trước đây là cái cơ sở vật chất nhà trường có khó khăn, nhưng mà cũng có cái sự hỗ trợ của các lãnh đạo, nhất là phòng giáo dục luôn quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất. Thì tuy nhiên thì cái cơ sở vật chất nó cũng còn cái hạn chế, như là phòng chức năng, phòng giáo viên thì chưa có đầy đủ, còn như cái sân chơi bãi tập ở đây thì nó còn hẹp. Mà đặc biệt là cái con đường đến trường là giáo viên và học sinh đi rất là vất vả vào những cái ngày mưa bão. Thì trong cái đầu năm mới này thì có được cái sự hỗ trợ của hội từ thiện cà phê Xú Mơ, rồi công ty vật liệu xây dựng Vĩnh Long, cũng như là của ban chấp hành đoàn tỉnh Vĩnh Long đã về đây khởi công xây dựng cái con đường tráng đan rộng 2m như thế này, thì tạo điều kiện rất là tốt. Tại vì cái việc làm cái nghĩa cử cao đẹp này là nhằm góp phần cho cái ngành giáo dục nói chung và hỗ trợ cho cái công tác dạy và học ở trường tiểu học ông Long An B nói riêng. Thì cái đó là điều kiện sẽ giúp cho tập thể sư phạm trường tiểu học Long An B hoàn thành tốt thêm cái công tác dạy và học.
Sau Tết, hầu hết các trường đều có mối lo chung trong việc duy trì sĩ số học sinh, nhất là đối với cấp trung học. Bởi đây là lứa tuổi rất dễ suy nghĩ lệch lạc trong việc nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hiểu được thực trạng đó, nên ngay từ trong những ngày Tết, Ban giám hiệu cùng giáo viên trường trung học cơ sở Tân Quế Trung, huyện Vũng Liêm đã lên kế hoạch để thăm hỏi động viên và có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với những em có nguy cơ nghỉ học. Nhờ sự quan tâm sâu sát đó mà nhiều năm nay, trường trung học cơ sở Tân Quế Trung luôn là một trong những trường duy trì được số lượng học sinh đến trường đầy đủ sau Tết. Từ đó nêu cao tinh thần học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy để giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cũng như phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019. Qua cái hai tuần nghỉ Tết thì học sinh vào học thì tương đối đầy đủ. Tại vì trước khi nghỉ Tết thì nhà trường có làm nhiều cái biện pháp để mà nhằm giảm thiểu cái học sinh nó bỏ học trong Tết. Sau hai tuần nghỉ Tết thì đến giờ phút này thì số học sinh nó vào học đã đầy đủ, coi như là không có học sinh bỏ học trong Tết. Và cái với cái việc làm của nhà trường như vậy và nghĩ rằng từ đây đến cuối năm thì cái chất lượng của học sinh nó sẽ đạt và cao hơn so với cái năm học 2014-2015. Sau niềm vui, tay bắt, mặt mừng, sau những lời chúc tốt đẹp dành cho bạn bè, thầy cô trong năm mới, thì tình hình dạy và học ở trường đã nhanh chóng đi vào nề nếp, kỷ cương và dư vị ngày Tết cũng gần như không còn. Nhận thức được sự quan tâm của ban giám hiệu, các thầy cô giáo, nên sau khi kết thúc những ngày nghỉ Tết vui chơi thoải mái, đa phần các em học sinh đều ra sức thi đua học tập, tích cực trau dồi kiến thức để tiếp tục hoàn thành những bài học, những kỳ thi quan trọng của học kỳ 2. Sau kỳ nghỉ Tết thì em cảm thấy đây là một cái Tết rất là ý nghĩa vì nhận được nhiều sự giúp đỡ của thầy cô, các cô chú mạnh thường quân và các cô chú lãnh đạo đã giúp đỡ cho chúng em rất là nhiều để có đón một cái Tết trọn vẹn. Hôm nay khi vào học em được thêm một tuổi mới, thêm một niềm vui mới thì em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người và cũng như làm nhiều điều có ích cho gia đình và xã hội. Để kích thích tinh thần học tập sau Tết của học sinh thì vai trò của giáo viên vô cùng quan trọng. Làm sao để bài giảng sinh động, hấp dẫn nhưng vừa truyền thụ kiến thức ngắn gọn giúp học sinh dễ tiếp thu bài là điều mà giáo viên cần quan tâm. Do đó, ngay từ những giờ học đầu tiên của năm mới, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên cần tiếp tục thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, chú ý phát huy năng lực, phẩm chất của các em và đặc biệt là tích cực vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm mang lại sự hứng thú học tập cho học sinh sau những ngày xa rời sách vở, bài học. Để mà kích thích thả lại tinh thần học tập của học sinh sau một cái thời gian mà các em nghỉ Tết cổ truyền cùng với gia đình thì bản thân giáo viên là sẽ tăng cường các cái tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin, tại vì các cái tiết dạy công nghệ thông tin thì sẽ truyền tải cho các em có những cái nội dung mới hay, và kèm theo nữa là bên cạnh trong cái tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin thì giáo viên có thể là áp dụng các cái biện pháp giảng dạy tích cực, ví dụ như là cho học sinh tham gia tất cả các cái trò chơi trong đó vui mà học. Sang năm mới thì đương nhiên là các em sẽ có thêm một cái tuổi mới, các em sẽ trưởng thành hơn, cho nên mình rất là hy vọng là các em sẽ có cái ý thức nhiều hơn trong học tập để mà các em có thể đạt được hiệu quả cao trong cái cuối năm, rồi giúp cho bản thân các em hoàn thành được cái chương trình học cũng như là giáo viên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của năm học. Tết là khoảng thời gian học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sảng khoái sau những giờ học căng thẳng. Thế nhưng không vì thế mà khi trở lại học, các em cảm thấy chán nản, bỏ bê việc học. Bởi nhìn chung, bước vào tuần học đầu tiên của năm mới, đa phần các em đều cảm thấy phấn khởi, hồ hởi sau những ngày không gặp thầy cô, bạn bè. Giáo viên cũng không ngừng thay đổi phương pháp và hình thức giảng dạy để vừa kích thích sự hứng thú học tập của học sinh sau Tết, vừa nâng cao chất lượng bài giảng đạt hiệu quả. Có thể thấy, dù vẫn còn chút không khí xuân, nhưng trên mỗi mái trường, từ thành thị đến nông thôn đều có chung một bầu không khí thi đua học tập sôi nổi với mong muốn đạt nhiều thắng lợi mới, thành công mới ngay trong những ngày đầu năm. Chương trình giáo dục đào tạo kỳ này của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.